Hello, chào cả nhà nha. Ngoại chào các cháu. Ngoại sẽ kể câu chuyện này ở sông Rây á. Thì coi như là hai vợ chồng, cái người này á, thì đó quen với ông ngoại á, phải không? Đi lính chung đơn vị với ông ngoại. Mà chừng giải phóng vô rồi á, thì anh em người ta đi nước ngoài á, còn hai vợ chồng này ở lại. Ở lại giờ mới hả, đất như chia ra ít đâu còn biết, cái mới thấy vậy mới bán cái miếng đất này đi, mới đi sợ là để nữa em út con cháu rồi nó tranh giành không biết không, bán cho nó mất gốc mà mua cái miếng đất khác là của mình đó. Mới ra sông Rây mua miếng đất, mua tới hả mấy mẫu luôn đó, mới làm mà một cái dòng đai rào trước vậy nè con biết không, rồi sau mới cất nhà, cất nhà rồi một còn phần đất lại để dành lại thì trồng mía, trồng cây ăn trái rồi vậy con biết không, trồng sầu riêng nhiều nhất là mùa trồng sầu riêng nhiều lắm, sầu riêng với bơ. Cái con biết hả, ở đó đó thì mới cất cái nhà lên mà đâu có biết là ở đó có dông, không biết không? Thì con biết cái vùng đó hồi xưa là chiến tranh không mà. Đó, cho nên nó hả, cất cái nhà lên mà chưa cất, mới có đào móng rồi này thọ thôi. Đó, thì đào móng là cỡ chừng một tháng mấy người ta mới là xây cất. Cho cái móng nó cứng không biết không? Đó, cái bà vợ mới dẫn hai đứa con qua. Thằng trai đứa con gái qua cái như coi thợ người ta làm vậy đó. Cái tự nhiên á, đang đứng vậy đó, đứng ở trên cái móng thì xây cái móng cao, phần đất nó húng ở dưới cũng cả mét đất vậy nè con biết không, gió thổi mạnh hai đứa con á. Thật cái thằng kia thì nó con trai nó chơi giới mà nó gượng được, con nhỏ này té xuống, té còn biết lọi chân luôn, lọi chân luôn chứ không có gãy, lọi cái chân vậy nè. Cái bà ngoại của nó đó thì là má vợ của cái cậu này, bà là bạn của ông ngoại á, mới nói trời ơi, nói bụng chứ không có nói cho con rể nghe, trời ơi mới có xây móng mới làm mà thấy chuyện không có được vui rồi đó. Cái bà mới nói là cái bữa đó hả, tụi con á, đào móng con làm trọng đất á, con có cúng không, con có xin ông chủ bà chủ đây không. Cái ông này nó ngang, trời ơi con bỏ tiền cho con mua chứ con á, đâu có làm gì của ai đâu mà con phải xin. Đó, thằng này nó ngang, thì con đâu có xin đâu, thì con nhà của con mua đất rồi con mua, con có quyền con làm chứ, con phải xin phép ai. Nó ngang vậy đó. Cái bà nói trời ơi, con nói vậy đâu có được, biết rằng là của mình nhưng mà ông chủ thổ bà chủ thổ là chủ đất á, là mình vô là cái nhà ông chủ bà chủ cho mình ở là mình ở đó. Cho con may mắn là mình biết luôn đó, thí dụ con mới vô là cái chuyện gì may mắn tới là con biết liền đó. Cái ổng cười khẩy, ổng nói gì, cái ổng vẫn cái thằng con á, ổng chở thằng con đi, còn con vợ á, bà vợ thì chở cái đứa con gái này với bà ngoại nó nặng chở đi sửa cái chân lại bị bong gân á, không biết không đó, sửa rồi về cái ổng bà mới nói thôi để bên ngoại đi, ở với ngoại thì có gì á, hai vợ chồng đi làm á thì còn cậu với lại dì thì chở đi sửa chân á con biết không đó. Chứ hả, đi làm hơi xa nó về tối nữa. Rồi cái thôi kệ nó đi. Hai vợ chồng mới thấy vậy á, để bên này cho hả đứa con ở. Cái con biết bạn lại thấy vậy á, mới cho làm những mắt gì kia ta. Cho một cây mai. Cây mai tứ quý á. Cho một cây mai tứ quý. Với lại hả, cho một cây trúc. Bụi trúc. Đó thì để hai chậu hai bên thì con biết không đó. Cái hả bà má vợ mới lại nói trời ơi, ai mà đem cho sớm quá vậy,
cái ổng trả lời ổng nói là cái đó là bạn con cho đó má, mà ổng thấy gì ổng có để gì. Rồi xong cái bà vợ, bà má vợ nó hơi kệ, nó con cất nhà xong xuôi đi. Rồi cái con xuống đất, con xuống đất hai chậu đó, con xây cái khoanh tròn vậy nè đó. Rồi con xuống đất con trồng, cái người ta nói hả, trồng tre đừng có nên trồng ở trước cửa đó, mai thì được mà tre đừng, tre là trúc quá phải không, đừng có trồng trước cửa, đem ra đằng sau á, chứ không có ai mà đem trồng trước. Cái ổng mới nói là bạn cho, mà giờ ổng lẽ mình đem ra đằng sau thì ổng nói, ta nói là mình khi dễ người ta, cho nên ổng không nghe lời đó. Thì cất nhà xong xuôi cũng cỡ là 2-3 tháng không biết không đó, mới cái nhà mới mà là hoàn chỉnh rồi. Cái ngày mà dọn nhà về mà rửa nhà rồi xong xuôi hết á, là sáng sớm rửa là chiều đặt nhà hàng mà ăn tân gia đó. Cái con biết làm sao ăn tân gia rồi lu bu dọn á, trước sân rộng lên thênh thang luôn, mà ổng lót gạch tàu dài ra luôn đó con biết. Hồi xưa người ta ưa lót gạch tàu lắm, chứ chưa có vụ mà đá hoa cương hay lá gì đó con biết. Lót gạch tàu dài ra thì bàn đồ trải ngoài này nè đó, cái hả mời bạn bè đồ này nọ, cũng có mời ngoại đó. Ngoại nó sao quá ngoại không có đi đó, hỏi con chứ ai cơm ăn cơm dở mà đây mình đi ra tới sông Rây mình đi ăn thôi, để cho bà Hồng bỏ đi với bà Sương đi đó. Cái hả lù bù cho này người ta tặng quà, ta đem tặng quà, hồi xưa ta đem tặng bức tranh Phước Lộc Thọ Kiến rồi đó. Cái thời là chưa có vụ mà bức tranh mà nạm vàng con biết không, chưa có bức tranh nạm vàng rồi, toàn là tranh sơn thủy đồ này nọ qua cảnh nào, nhất là Phước Lộc Thọ ta ưa tặng đó đó, với lại trăm năm hạnh phúc rồi này nọ gì đó. Rồi có người ta tặng nồi cơm chén bát quạt đồ, tự nhiên cái ly văn ở trong bồn á, để trong bồn á nó mới chất đồ vô. Cái mẹ vợ chồng con cái nào ở ngoài này lo tiếp khách, hai đứa nhỏ nó vừa vô nhìn thấy một người con gái mặc nguyên một đồ trắng mà tóc xả xuống vậy nè, đang giống như là làm phụ vậy không biết không, gom gom mấy cái bức tranh để lại cho có ngăn có nắp vậy đó, để có hàng lối đàng hoàng vậy đó. Cái hai đứa này mẹ nói bụng, ủa cái cô này đâu lạ vậy ta, đâu phải bạn của mẹ mà đâu phải bạn của ba, ai vậy đó. Thì con biết sao, cái màn của nó bằng cái ống trúc á, màn trúc á, nó nhìn vô thì nó thấy đó. Cái nó đi trở ra nó kêu mẹ nó nói mẹ nói nghe nè mẹ, có cái cô nào á mà ngồi trong cái ly văn á đang xếp hàng của mình mà mấy cô chú đem quà tặng á. Cái mẹ nó đâu có ai đâu, mà mẹ đâu có mời bạn mẹ mà đàn bà con gái gì đâu đó, toàn là mấy người đó ba quen ba mời không à. Còn mẹ mời á, mẹ để mời ngày mai, là ngày mai là ngày chủ nhật con biết không, là bạn của mẹ nó mới có được có dịp nghỉ ngày chủ nhật đó. Thì nó mới nói thôi mẹ vô mẹ coi đi, trời ơi con thấy ngồi xếp rồi con mới đi ra đó. Cái mẹ nó vô, mẹ nó dán cái mằng, mẹ nó kiếm không có, mẹ đi lên xuống toilet mẹ nó kiếm giọng cũng không có luôn. Mẹ nói đâu có ai đâu, nó nói con thấy rõ ràng con không có qua mắt đâu đó, nói cho mẹ nghe con thấy rõ ràng luôn đó. Cái con biết sao, mẹ nói ra mẹ là tiếp khách lu bu đâu có nhớ đâu con biết không. Tự nhiên á hả, thấy hả dở cái thùng gạo ra, dở thùng gạo ra, nhìn cái thùng gạo đứng vậy nè, nhìn vậy nè, mà con biết ai thấy không, cái bà người làm, bả người Huế đó, bả ra bả nhìn, bả vô bả nhìn mà thấy tự nhiên cái dở cái thùng gạo, dở cái thùng gạo của ta, nhìn cái thùng gạo vậy nè, chắp tay sơ đít cái lắc cái đầu vậy, lắc cái đầu vậy, cái đậy lại cái quay cái lưng lại, thì bả thấy gì bả núp vô, bả núp vô cũng biết sao, cái nói giọng ra bà thấy tôi bà sợ hả, bà núp vô
tôi không thấy, tôi nhìn cái lưng mà tôi thấy bà luôn. Bà tin không? Đó, bà sợ quá bà chạy ra luôn. Mà bà nói trọ trẻ mấy người này đâu có biết nghe được cho rành đâu. Cái bà suy nghĩ là thôi nếu mà chủ không nghe là mình đỡ mình mừng. Con biết hồi xưa tội nghiệp lắm. Ở đợi mà ở đợi năm đó con. Ra về quê, về quê mướn ở một năm trời. Là bao nhiêu tiền bà để lại cho con cái chồng con bà. Bà vô rồi bà làm. Cho nên bà sợ nếu bà nói ra chủ đuổi thì tiền đâu trả lại. Con hiểu không? Đó. Cho nên thôi bà im luôn, bà không nói gì hết. Cái bà ra đây. Bà ra đây cái bà. Bà làm bộ nha. Bà lấy đồ bà trái cây bà chất lại cho gọn rồi. Bà chất lên ngã xuống, bà chất lên ngã xuống hoài luôn. Bà nói ủa sao kỳ vậy trời. Bà dái. Bà dái bà nói. Bà dái Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Cứu khổ cứu nạn bà nói bà dái gì không biết không? Mà bà dái ba lần như vậy đó. Ở trong đứng ở trong cười. Cười hí hí hí. Cười vậy. Cười bà vậy. Bà mô Phật hả? Bà mô Phật hả? Bà cái miệng bà mô Phật, cái bụng bà không có mô Phật đó. Bà thấy, bà biết tôi nhìn tới trong bụng bà luôn đó. Cái miệng bà mô Phật nhưng mà cái bụng bà không có mô Phật đâu. Tôi lại cô ơi, tôi là người ăn kẻ ở. Chứ tôi phải là chủ nhà. Cô đừng nhát tôi rồi, tôi sợ quá đây, tôi nói chủ đuổi tôi. Tôi đi dù về quê, chồng con tôi không có tiền trả lại. Bà khỏi giới thiệu, tôi biết nhà bà cảnh, gia cảnh bằng sao. Tôi biết hết luôn á. Cho bà biết đó. Đó. Vậy bà thấy sao bà để vậy bà đừng nói nha. Dạ lìa luôn. Má xá lìa với dạ. Cái tay chấp tay thì xá mà cái miệng thì dạ. Rồi con biết sao không? Đó. Cứ hả vợ chồng con cái gì đi làm á. Thì có mình bả nhà. Bà sợ quá không biết sao. Bà ra ngoài sân á, bà quét dọn ngoài sân á. Mà trước khi mà vợ chồng cô chủ chưa đi á ha, thì á, con biết sao, bà làm hết, bà làm trước trong nhà đi. Rồi bà ra, cho bà sợ trong nhà mình. Cái không biết, chờ tới chừng nào chủ về, bà mới dám vô nhà. Hay là hai đứa đi học về mới vô nhà mà bà nói hả. Vừa vô trước, ở sau giống như có người mở cái van nước bông sen mà tắm vậy đó. Xa vậy. Bà lật đật bà chạy vô, bà sợ xài nước nhiều quá không bị la. Con biết không? Bà mới vô, bà vô thì bà thấy à. Trời ơi, trong cái nhà tắm khu queo à mà nghe rõ ràng tiếng nước. Mà sao kỳ vậy, nó chảy đi đâu? Bà nói vậy. Không biết sao. Bà vừa quay lưng lại hả, cái cửa đóng một cái rầm luôn. Bà hoảng hồn mở cửa ra bà đi ra. Bà đi ra cái bà dọn dẹp bà thấy hả ai ăn cơm với cá hả liền tung té trên bếp luôn. Bà hốt bà dọn hết luôn. Bà nói ông cũng trời, nhà này đâu có nuôi mèo mà mèo ở đâu vô? Không lẽ cái bông gió nhỏ xíu mà sao mèo chui vô được sao? Tại vì đó nhà người ta làm con biết xong cái dạng mà cũng kẹo biết làm lưới mũi rồi vậy biết không? Đó, bông gió đâu có mèo rồi vô được. Mà bây giờ mình mày đặt mình nuôi thú cưng rồi chứ hồi xưa người ta đâu có nuôi, thấy không? Người nó có nuôi chế bạc rê rồi vậy thôi. Đó. Thì con biết ngày qua ngày luôn. Bả không có dám nói luôn. Cứ bả nói riết bả mòn mỏi luôn không biết. Như phi bả thức sớm vậy bả làm. Rồi bả ra ngoài sân bả dọn dẹp, bả đâu có ngủ nghe gì được. Bả mòn mỏi luôn. Bà bệnh cái bà bị bịch cảm. Cái bà mới dái. Bà nói thôi cô ơi. Cô á, tôi có bệnh, tôi ở, tôi có ốm. Người bắt người ta người ta tiếng ốm. Tôi có ốm, tôi nằm ở trong nhà. Cô cũng đừng cho tôi thấy. Tôi thấy cô là tôi chết liền. Cô mang tội. Thôi cô, tôi biết là có cô trong nhà rồi. Là tôi biết. Thôi cô đừng có nhát tội nghiệp. Tôi khổ, nghèo khổ lắm. Rồi á, gia cảnh tôi vậy. Trước khi mà tôi đi vô tôi làm, tôi mượn một năm trời. Mà con biết một năm bao nhiêu, có 6.000 đồng bạc là bên. Ở một năm trời 6.000 à. Bây giờ tôi về quê thì người nhà tôi phải trả tiền lại. Rồi tôi đâu có số tiền to vậy tôi trả. Thành thử cô thương tôi đi.
bả dán vậy. Thì bả vô, bả bệnh, bả nằm dùi luôn. Bả nói bả nằm dùi, bả không hay biết gì. Mà không biết có nhát bả không, bả cũng không biết. Bả nói bả nằm mơ mà mê man luôn. Đó, cái con biết, cái mấy đứa bé nó về á, nó mới kêu. Nó kêu bà Mười á, bà Mười. Ủa bà Mười có uống thuốc chưa mà bà Mười nóng quá vậy? Thôi để con đi mua thuốc cho bà Mười uống nha. Con biết hồi xưa ưa mua thuốc một cọp cởi ngựa, cho bà uống thuốc cảm, ngoại cảm, tán rồi vậy. Cho bà uống. Rồi cái bà mới nói là thôi cậu đừng có mua thuốc cho tôi. Cậu mua thuốc tụi bà về bà thấy bà rầy á. Đó. Thì kệ đi. Cái thằng con trai của bà, cái người chủ mới nói tội nghiệp cậu hai đó. Cậu nói không sao rồi, mời con mua cho bà Mười uống thì con đâu có nói với mẹ đâu, mẹ biết. Cái bà nói thôi lỡ lần này lần sau cậu hai đừng có mua cho tôi uống nữa. Đó, tôi uống gừng với nước trà là riết là tôi khỏi bệnh nè. Cái cậu mới nói thôi bà uống mấy cái đó nóng lắm, thì con mua cho bà cứ bỏ túi đi. Rồi thí dụ mẹ có thấy bà nói bà mua, bà uống vậy đó. Con biết ta nói, con biết đi ra xa lắm mới có tiệm thuốc bán lần, chứ đâu phải trong đó mà có thuốc đâu. Đó. Thì hả ông chồng á, với bây giờ ổng mới thấy nhiều cái lạ lạ, con biết sao. Như chẳng hạn hả, cái cầu thang á, thì coi như là tụi nhỏ nó đi học hết trơn rồi, thì bả lau sạch sẽ rồi, đâu có ai nữa đâu. Tự nhiên á, ổng về ổng bước lên thấy dấu chân đi, từ dưới này đi lên, từ dưới đi lên trên trước, chứ không phải là ở trên mà đi xuống nữa. Sáng ổng đi làm, ổng đi xuống, phải không? Còn này bả lau sạch sẽ rồi, từ ở dưới đi lên đi dấu chân không luôn, mà dấu chân ngộ lắm. Dấu chân giống như hồi xưa cái chân chàng bẹt ngày này, con biết không? Đó. Cái ổng mới để ý, ổng nói sao kỳ vậy, ta mới kêu bà Mười ơi, bà Mười sáng bà Mười vệ sinh cầu thang rồi, bà Mười có lên không? Cái bà nói dạ thưa không có lên cậu ơi, à, không có lên ông ơi. Cái nói ủa bà không có lên hả? Ủa gì thưa ông chứ ông có mất cái gì không? Bà nói vậy thì cái người chồng trả lời không có mất cái gì hết trơn. Con biết cái thằng chả là quen với ngoại, thằng chả tên Chánh đó, con biết không? Ổng là ta, ổng là tên Chánh đó. Còn con vợ, cô vợ là tên Hoa. Cái nói hả đâu có lên chi ông. Cái để ý rồi, người thằng chồng để ý rồi, biết không? Đó, cái tự nhiên cái hả vô phòng đóng cửa lại, nghe gõ cửa mạnh lắm, gõ cửa mà không có lên. Ở nhà là không có ai được quyền gõ cửa như vậy, con biết không? Như gõ một cái thôi là không biết mở nào, hoặc là có chuông á đó, thì bấm chuông. Cái này gõ cửa rầm 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 luôn, tức quá mở cửa ra nhìn không thấy ai hết trơn, con biết. Thì từ ở trên cái ổng bước ra cái ban công, ổng nhìn xuống thì ổng thấy đi cái cầu thang đi luôn, đi vậy nè, thấy dáng con đứa con gái đi, mà mặc nguyên một đồ trắng mà tóc xả đó. Cảm thấy ổng thấy như vậy rồi cũng rùng mình, con biết không? Cũng rùng mình, nó rùng mình là biết rồi, chắc có chuyện gì rồi mà ổng có nói. Nếu mà nói ra thì sợ vợ, sợ con, sợ này nọ, ổng làm thinh luôn. Cái bắt đầu cười gằn nha, bước ra ngoài hành lang hút thuốc vậy nè đó. Hút thuốc thì con biết sao, nhìn xuống, nhìn số đường, xin đường rồi cũng ở trong nhà, gạch ta sân vậy nè. Thấy cô đó trong nhà đi ra. Đi ra thì mới gì đưa đi thuốc mà thích nhòm lại thấy mất tiêu là biết rồi. Đó. Rồi á hả, ổng không nói gì tới phiên vợ. Vợ về, không biết sao. Vợ về thấy hả, thường thường sáng á, thì bả đi làm á, thì dép á, sọt vô trong cái kệ dép như mình vậy đó, con hiểu không? Mang cái đôi nào đi làm thôi, còn đôi nào về á thì để dép đi làm thì mới mang dép nó vô nhà. Tự nhiên ai mang đôi dép bỏ dưới này, mới lầm bầm, mới la bà Mười. Nói kêu bà Mười sao dép của con ai mang vậy bà Mười? Cái bà Mười nói dạ đâu có ai mang đâu bà. Ủa con nhớ để lên rõ ràng mà giờ ai mang để dưới vậy? Đó.
thì mới lật đôi dép lên vậy nè, thấy sình không à, thấy đôi dép mà đôi dép mang trong nhà mà sình không biết không, mới lầm bầm mới nói nè bà Mười ra bà Mười coi nè, đôi dép của con đâu có bao giờ con đi mà dính sình vậy, ai mang đi ra ngoài vậy mà giờ có đi ra tới khỏi cái tàu cũng đâu có dính sình đâu, mang đi đâu nè, nó mới để đôi dép đó. Con biết sao, đi vô tắm, vô tắm, vô nhà tắm, tắm, gõ cửa nhà tắm vậy nè. Cái bà tức quá, gõ ba lần vậy, bà tức quá nói, ai mà mất lịch sự vậy, biết đang tắm không, làm gì gõ mầm vậy, mày cằn nhằn ai vậy, mày nói ai mang đôi dép của mày, tao mang nè, tao mang đôi dép của mày đó, tao thích đôi dép của mày, tao mang tao đi dạo quá. Mày biết tao đi tới đâu không? Tao đi ra khỏi rồi bụi mía của mày luôn. Trời ơi, vợ, trời, con vợ con biết sao lật đật có lao người lao quá. Kêu bằng qua lo thôi, mặc đồ vô. Chạy vô ôm bà Mười luôn. Một lần nó biết, tôn trọng bả nhưng mà coi bả là người ở không biết không? Ờ, trời ơi, Mười ơi, Mười ơi, chết con Mười ơi. Cái bà hỏi cái gì? Trời ơi, con á, con cằn nhằn, con làm bầm, con nói gì, con đâu có nói tới ai. Mà tự nhiên con đang tắm mà gõ cửa ba lần, con tức quá con la lên, con bức xúc quá con la lên, con nói hả ai mày kỳ quá vậy, biết cả tắm không sao gõ cửa vậy, nói là tao nè, tao mang đôi dép của mày đi đó, mày biết không, mày về mày la ai đó, nói gì. Cái bà Mười bà nói thôi bà sợ vậy chắc người ta nói vậy thôi, thì bà giái người ta đi. Cái nó giờ giá sao con đâu có biết đâu mà Mười. Bà Mười mới nói thôi bây giờ á, nói với bà thôi chứ bà đừng có nói lại ông. Bây giờ á, nếu bà mấy chủ nhật bà nghỉ nhà đó, bà nấu mâm cơm nào ngon ngon đi, rồi bà để ăn cơm thì ăn ở trong phòng khách, vợ chồng con cái ăn khách. Tôi lén bà tôi bưng mâm cơm ra cửa sau như nhà. Nhà rồi có cái trái vậy nè con, cái nhà lầu, có nhà lầu mấy tầng luôn, đổ mấy tấm luôn, sau cái trái rồi bà bưng ra trái bà cúng, không biết không, bà bưng ra cái trái bà cúng, bà giái thôi, giờ cô á không biết là tên gì, cô không biết mà thôi giờ cơm để thì giái cô vô danh, nó thấy cơm phúc mặt phúc mài, ai thấy cơm nó ăn đi, rồi đổ trong nhà ẩm cửa, đừng có quấy phá nữa tội nghiệp, nó tội nghiệp gia chủ của tôi này nọ. Cái không biết sao, hai vợ chồng ngủ ha, thì con bà vợ này yên tâm là bà Mười đã có cúng rồi. Cái không biết sao, hai vợ chồng đang ngủ vậy đó, không biết giật cái mền gì nè, mà trong phòng nó có hai vợ chồng ngủ, còn con nó ngủ phòng riêng đó, một thằng trai cũng ngủ phòng riêng, đứa con gái cũng ngủ phòng riêng, không biết sao tóc cái mùng vậy nè. Mày ở nhà tao lâu lắm rồi nha mày, mày biết không, mày ở nhà tao lâu lắm rồi, mày không cho tao ăn cái gì, mày không cho tao uống cái gì hết trơn, mày khi dễ tao á, mày kêu người ở mày cũng cho tao ăn hả, mày biết tao là ai không á. Giật mình thức dậy, trời ơi run tơi tơi, mà bả nhớ là cái mền mình đắp lên mà tại sao ai giật ra. Má niệm Phật, niệm Phật giái giái thôi, giờ á hả, người phàm mắt thịt ở đây đâu có biết gì, tụi bay không biết hả, tụi bay đào móng lên á, tụi bay đào gần tới tới cái xương cốt của tao mà tụi bay không biết gì hết trơn. Nhất là thằng chồng mày ngang tàn lắm đó, chồng mày không có sợ ai, không có tin tưởng ai, ngang tàn lắm đó, thì tao nói cho biết, tao là chủ ở đây nè, tao ở đây hồi nào giờ nhà của tao, tại vì biết sao ngoại tao ở với ngoại, má chết sớm ở với ngoại, ngoại khổ quá, ngoại mới kêu tao á, thôi bây giờ con nghỉ học đi, con học như đó, con gái học như đó đủ rồi đó. Cái tao buồn quá, tao ở nhà đi học có bạn bè vui phải không, tao buồn quá đi, tao mới lấy chiếc xuồng á, chiếc xuồng của ngoại á, đi cắt rau muống, tao đi cắt rau muống thì tao đâu có biết đâu, tao đi cắt rau muống mà tao không biết lội nữa, ụp cái xuồng lại là tao la quá trời mà không ai nghe hết trơn á, tao chết đó. Ngoại đi về mà là cái xuồng ụp lại, ngoại giật là cái xuồng lên tao chết queo rồi đó. Thì biết rồi đó, đất rộng mà chôn, đem chôn đất nhà con biết không,
Cho nên nó vậy đó. Bây giờ tao ở đây mấy chục năm rồi, tao lớn tuổi hơn tụi bay nữa, chứ đừng có nói. Nói hai vợ chồng á, con vợ thì tin tưởng mà chồng không có tin đó. Con biết chồng nó ngang tàn lắm, không có tin đó. Thôi con vợ nó giờ thôi cô cũng bỏ qua đi, đâu có biết giờ lỡ rồi mua cái nhà ở vậy, giờ không lẽ giờ đi đâu, tại chiếc xe sao con đẩy đi được, giờ cái nhà của con mà đó. Cái gì biết mẹ ở mày phải biết điều, còn chồng mày á hả, cà chớn có ngày tao bẻ lại chân luôn á. Cái con biết sao, chồng á đâu có biết gì đâu, cho nên á cô vợ mới qua nó mới nói, nó nói anh ơi đó, em ngủ nằm mơ em thấy vậy á, thôi anh để cho em nấu mâm cơm cúng, rồi hai vợ chồng mình cũng giái cúng phải không đó. Cái thằng chồng nó không tin, nó nói hả cúng đi, cúng riết rồi cho quen, cúng là cúng hoài hoài luôn, không cúng là không cúng, còn phải cúng là cúng hoài đó. Mà biết sao, chiều đi làm về cái lên cái ghế xích đu nằm á, ghế như nhà mình có ghế còn biết không, ghế nằm á, xích tới xích luôn sao hồi ngủ quên luôn, ngủ quên luôn. Cái anh biết hả, lại á khều khều vậy nè, khều khều vậy nè, cái tưởng đâu là ha, cái gì phủi lịa vậy nè. Cái không biết cái đâu có gì đâu mà đáng mà phải để cho gãy chân. Tự nhiên cái nhà bên kia cái bà đó bà bán bắp nấu, bà nấu sao bà ngủ quên, mà xa lắm chứ không phải là gần, tại vì cái mẫu đất của nó là rộng thênh thang rồi. Không biết là trái nhà nó sọt cái chân nó vô cái ghế vậy nè, nhảy ra té gãy chân, cô thể lặng nhách đâu đó, té gãy chân cái bóp bóp vậy nè, kêu trời ơi anh đứng lên được, chắc anh gãy chân rồi, qua ơi chở anh đi. Cái vợ mới nói đó, thấy chưa, em nói anh không tin. Tính cái gì, chồng nó tức quá, chồng nó nạt chưa, tính cái gì, chở đi liền đi, đã đau muốn chết rồi còn nói gì nữa. Rồi con biết sao, trở lại ông thầy đó, ông thầy ngãi bó ngãi không, ông nói cái chân này nếu mà ông cô mà chở chú đi bệnh viện á ha, thì nó kéo thẳng ra xong rồi nó băng bột đó, thì băng bột, còn không ở đây thì ông phải đắp ngãi đó, mà đắp ngãi thì mỗi ngày mỗi thai. Nhưng mà tôi báo trước chưa, chú té cái chân chú gãy là có vấn đề, tại con người chú ngang tàn, phải không, chú ngang quá, chú đâu đầu phục ai, cho nên chú bị như vậy đó. Giờ chú nhớ lại đi coi chú nói gì với ai, giờ nếu mà chú muốn hết mau hết cái gì, chú về vợ chồng chú phải nấu mâm cơm, mà vợ chú giá trước, chồng chú vợ chú giá sau, khấn vái người ta, nói bây giờ phúc mặt phúc mài ở đây vậy đó, thì á hả người phàm mắc thịt để cho tôi ở cuộc đất này, tôi ăn nên làm ra đi rồi tôi cúng kiến cho á. Cái chồng mới nghe nói, giờ tôi nói vậy chú có nghe không, nói dạ con nghe, nghe thì chú về chú nghe lời tôi chú cúng vậy đi. Mới nói thầy ơi bây giờ á chú nhật cái vợ con mới ở nhà được, tới chú nhật cúng được không thầy, thì cũng nói dễ thôi, nay thứ sáu rồi còn có hai hôm nữa gì, nếu mà mình tâm nguyện nha, chứ đừng phải là cúng mà thù giặc người ta là không được đó. Cái cô này nè, cổ linh nó tại bởi vì chết mấy chục năm rồi, ông đếm cái tay ông nói vậy nè, cô này năm nay 60 mấy tuổi rồi đó, cổ chết tại vì cổ còn trẻ còn con gái, cho nên cái hồn cổ mới là lầm vòng trong cái khung đất của người ta đó, thì ông về ông ở ông phải biết điều. Tuy là mình bỏ tiền ra mình mua, nhưng mà giờ cái nhà của ông á, nếu mà ông nói ngang người ta quậy hoài ông ở không được, rồi chuyện này tới chuyện kia lui làm sao ông yên tâm. Nghe lời về nấu mâm cơm cúng đó, nói ông cúng phải nhiệt tình nha, cúng mà phải là trịnh trọng chứ không phải mà cúng qua loa là không có được đó, giống như là cúng đại á không được. Ông nói rồi con sẽ nghe lời thầy, con nghe lời thầy, thôi bây giờ con á mỗi tháng con mỗi cúng đó, thì con nghe lời thầy con giái như vậy, thầy biểu con giái là ăn nên làm ra vậy, thì con về con giái như vậy. Rồi ổng nói bây giờ á
cậu biết xin keo không? Cái nói hả, dạ con đâu có biết xin keo là sao. Ổng nói giờ cậu có xe thì cậu kêu á, vợ cậu á, chạy xe xuống rồi tôi cho người nhà tôi chở tôi, chứ không phải là vợ cậu chở tôi, chở lên nhà rồi tôi cúng giùm cho, tôi xin keo. Nếu mà được thì tội nguyện, còn không được là tùy cậu, vợ chồng cậu đó. Thì con biết làm mâm cơm cúng xong xuôi cái ổng giái, ổng giái ổng lại luôn á con. Thầy á, ổng giái ổng lại, ổng mới xin nói thôi bây giờ người ta xứ lạ quê người, đất cũ đãi người mới, bây giờ người ta là người mới ở đây, đất cũ đãi người ta đi, thôi cho người ta là ăn nên làm ra. Nếu mà được vậy cho tôi xin một keo. À, cái ổng lấy đồng tiền cùng với ổng quẹt vô á, cái vô cái không, ổng để như vậy ổng giái xong xin được hai vợ chồng lại có con biết. Rồi sau á bắt đầu mới là làm ăn ổn, con không có thấy tầm bậy tầm bạ nữa, không biết không đó. Mỗi tháng mỗi cúng cho người ta đó, con biết cứ giái cứ người ta biểu đó, bưng cơ ra cái hướng nào cúng là đem cái hướng đó. Rồi ngoại kể câu chuyện vậy đó nha. Chào cả nhà, ngoại chào các cháu.